Hình như mẹ bị mất ngủ. Có chuyện gì hả mẹ? Không có chuyện gì đâu, con ăn sáng đi. Có phải vì chuyện khai sinh của con đúng không ạ? Chuyện đó có bình thường thôi, có gì đâu mà mất ngủ chứ. Con nói rõ ràng rồi đấy ạ. Con thấy chuyện đấy không bình thường. Vì nếu bình thường, bố mẹ đã không giấu con ạ. Mẹ không giấu, chỉ là quên thôi. Con chưa hiểu được à? Nơi con được sinh ra, nơi mà mẹ suýt mất mạng, có thể dễ dàng quên được như thế hả mẹ? Trừ khi mẹ cố tình muốn quên ạ. Tôi nghĩ tôi và anh chẳng còn gì để nói cả. Thay vì cố chấp, sao cô không lắng nghe để tìm kiếm cơ hội? Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả. Có thể nó không phải là cơ hội dành cho cô, nhưng chúng tôi có thể mang lại một cuộc sống tốt hơn cho người dân ở Cao Sơn. Tập đoàn của chúng tôi đang muốn đầu tư vào Cao Sơn để phát triển nó trở thành một điểm du lịch hấp dẫn trong vòng 5 năm tới. Và tất nhiên, từ đó người dân sẽ được hưởng lợi. Thường ơi! Thường ơi, ra đỡ cho mẹ cái nào nặng quá. Ui, ui dồi. Mẹ mua gì mà nhiều thế ạ? À? Ôi dồi, mẹ có mua đâu. Bà Hoa bà vừa mới bẻ, bà gọi sang cho một ít đấy mà. Mang vào bếp cho mẹ đi nhá. Dạ, Duyên thích ăn ngô lắm đấy ạ. Để tí con mang cho Duyên một ít. Duyên, Duyên. Mớ mồm thôi là Duyên. Lúc nào cũng Duyên. Hôm nay là không có đi đâu đâu đấy nhá. Con mà ra khỏi nhà là mẹ vụt cho quẻ cẳng. Mời chị uống nước ạ. Hôm nay có việc gì mà chị phải lặn lội đường xa đến nhà tôi thế ạ? Không có chuyện gì. Sao tôi không nhìn thấy anh Kỳ như cô ở nhà? À, chồng tôi đi làm ăn xa hơn chục năm nay rồi mà cũng chẳng thể mò về nhà ấy. 10 năm, vậy cô phải biết anh ấy ở đâu chứ. Tôi cũng không liên lạc được. Thế hôm nay chị có việc gì mà tìm anh Kỳ nhà tôi ạ? Không có chuyện gì. Thật ra là chuyện vợ chồng tôi sửa giấy khai sinh và giấu cháu chuyện sinh ra ở đây. Nếu nó có lên đây hay bất kỳ ai hỏi về chuyện này thì xin cô hãy giấu giùm tôi được không?